Sau 3 tháng triển khai ngày thứ bảy giỏ lễ xanh, bắt đầu từ hôm nay 1 tháng 10, tại di tích thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo sẽ thực hiện tuần lễ giỏ lễ xanh. Đây là giai đoạn 2 của kế hoạch tuyên truyền, vận động các cá nhân tổ chức nói không với hoạt động cúng đốt hàng mã tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo, góp phần xây dựng Côn Đảo văn minh, xanh, sạch, đẹp. Ghi nhận trong ngày đầu tiên thực hiện, người dân và du khách đều hưởng ứng tích cực. Tại Nghĩa Trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, từ tháng 10 này, những lò đốt hàng mã đều lặng yên. Lần đầu tiên đến Côn Đảo, chị Bình ở tỉnh Đồng Nai đã tới Nghĩa Trang Hàng Dương để viếng các anh hùng liệt sĩ. Khi biết địa phương triển khai tuần lễ giỏ lễ xanh mang ý nghĩa tích cực, chị Bình đã vui vẻ hưởng ứng. Dừng lại như vậy thì nó cũng khá hay. Mình cũng không cần phải chen chúc nhau để mà đứng để đốt những cái vàng mã, nó vừa nóng mà nó lại không có tốt nữa. Đến viếng Nghĩa Trang Hàng Dương, chị Tươi cùng nhóm bạn đến từ Lào Cai lựa chọn những giỏ lễ xanh để dâng cúng các anh hùng liệt sĩ. Sử dụng những cái đĩa của ban quản lý ở đây, đĩa sứ hay là đĩa mâm, những cái mâm sắt, mâm nhôm ấy, thì mình sẽ có thể ta sử dụng rất là nhiều lần. Trước đây, tại Nghĩa Trang Hàng Dương, mỗi ngày có từ 1.400 đến 1.600 bộ hàng mã được hóa đốt, gây khói bụi độc hại lẫn nguy cơ cháy cao. Khi triển khai ngày thứ bảy giỏ lễ xanh, từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 28 tháng 9, Nghĩa Trang Hàng Dương có hơn 11.500 mâm lễ được dâng cúng, trong đó có trên 98,5% mâm lễ đạt tiêu chí xanh, tức không mút xốp, không hàng mã, không túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần. Phát huy kết quả này, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo triển khai giai đoạn 2, tức tuần lễ giỏ lễ xanh, và được thực hiện vào tuần đầu tiên hàng tháng. Trong ngày đầu thực hiện, tất cả du khách đến tham viếng Nghĩa Trang Hàng Dương đều chấp hành tốt. Thì em thấy cũng rất hay, ý nghĩa, dạ, nó góp phần bảo vệ môi trường các di tích ở Côn Đảo. Em thấy ai cũng vui vẻ hưởng ứng. Theo kế hoạch, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 trở đi, Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo sẽ thực hiện giỏ lễ xanh vào tất cả các ngày trong năm tại di tích Nghĩa Trang Hàng Dương, đền thờ Côn Đảo và các điểm di tích. Hoạt động này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, mà còn hướng tới xây dựng hình ảnh Côn Đảo xanh, thân thiện, văn minh. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực triển khai đề án kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững huyện Côn Đảo.